Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Thưa quý vị, lần đầu tiên trong lịch sử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một chủ tịch Quốc hội bị kỷ luật phải bẽ vàng, rời khỏi hội trường Diên Hồng. Ông Vương Đình Huệ chính thức bị cho thôi tất cả các chức vụ. Chớp sáng của đom đóm đã lụi tàn, ông Vương Đình Huệ nối gót ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Võ Văn Thưởng trở về làm người tử tế với lý do vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của ông Vương Đình Huệ đã gây ra dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng, nhà nước và cá nhân. Ông Vương Đình Huệ thuộc dòng họ Vương, nổi tiếng ở Nghệ An. Chắc phen này, ông Vương Đình Huệ không cần cậy nhờ ánh sáng đom đóm, vẫn khấm thía câu thơ của người đồng tộc Thạch Quỳ, Vương Đình Huấn, 1941-2002 từng viết: "Điều tôi biết, người xưa đã biết, cuộc phù su ớn lạnh ở xa mình." Khi ông Võ Văn Thưởng nghỉ thì tin đồn rằng ông Vương Đình Huệ là một ứng viên sáng giá cho chức cao nhất. Khi ông Huệ nghỉ thì tin đồn bà Trương Thị Mai là ứng viên sáng giá cho chức Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Nhưng rất nhanh lại có tin đồn bông Mai bị dụng vì cáo buộc dính vào vụ án Đại Ninh và đại gia Nguyễn Cao Chí tặng quà khủng. Và chỉ trong khoảng trên dưới chục ngày thì tin đồn thành sự thật, bà Mai đã bị cho thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư kiêm trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Lâu nay nhiều người trong đó có mình vẫn nghĩ làm đến cơ ông Vương Đình Huệ, ông Võ Văn Thưởng và Trương Thị Mai phải là những đảng viên trung kiên, trong sạch và gương mẫu nhất, thật sự vì dân, vì nước nhất. Vậy mà trên thực tế, họ không phải như thế, họ vẫn vi phạm pháp luật, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vẫn tiếp tay, dân sau và lợi ích nhóm. Họ viết đơn xin nghỉ không phải do tự nguyện, không phải không thích làm nữa, mà là buộc phải viết đơn xin nghỉ vì vi phạm pháp luật, vì vi phạm những điều đảng viên không được làm. Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên do Tổng Bí thư vừa ký, quy định chuẩn mực mới này gồm hai điều rất cụ thể, rõ ràng, nghiêm minh và cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm túc. Tuy nhiên lời Bác dạy, cần kiệm liêm chính, trí công vô tư cũng quá đủ rồi, nhưng họ không làm theo thôi. Không biết quy định này có làm cho bọn tham nhũng, chuẩn bị tham nhũng, đang tìm cách tham nhũng, kể cả tứ trụ triều đình khiếp sợ và chùn tay không? Họ nghĩ là dân ta mù mờ, hoặc họ giả vờ là ta đây, vẫn trong sạch. Nhân dân cả nước rất mong Tổng Bí thư Tô Lâm hãy loại bỏ những kẻ có lòng tham, vượt quá chuẩn mực khỏi đời sống xã hội. Đó mới là phương thuốc duy nhất mà thôi. Bây giờ, mời quý vị cùng đến với thông tin 7 ủy viên Bộ Chính trị, 1 ủy viên Ban Bí thư, 10 ủy viên Trung ương đã thôi chức. Thưa quý vị, như báo chí đã thông tin, từ đầu năm tới nay, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 47 cán bộ diện Trung ương quản lý. Trong số này có 2 phó thủ tướng, nguyên phó thủ tướng, 3 bộ trưởng, nguyên bộ trưởng, 7 bí thư, nguyên bí thư tỉnh ủy, thành ủy, 11 thứ trưởng, nguyên thứ trưởng và tương đương, 18 chủ tịch, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, 2 chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, 4 phó bí thư, nguyên phó bí thư tỉnh ủy. Thống kê từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay, ông Nguyễn Hữu Đông, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, các cấp đã thi hành kỷ luật 141 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 31 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương, 24 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Liên quan đến một số vụ án vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, ông Đông cho biết, từ đầu năm đến nay đã kỷ luật 44 cán bộ diện Trung ương quản lý. Riêng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, đến nay Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xử lý kỷ luật 89 tổ chức đảng và 126 đảng viên, trong đó có 25 cán bộ diện Trung ương quản lý. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị đã xử lý kỷ luật 80 tổ chức đảng, 190 đảng viên. Một kết quả nổi bật khác, theo Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, là chủ trương tiếp tục khuyến khích cán bộ nghiêm khắc, nhận trách nhiệm chính trị, tự nguyện từ chức, nhận khuyết điểm khi có sai phạm. Theo thống kê, từ đầu năm 2024 đến nay, cấp có thẩm quyền đã xem xét, cho thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, bố trí công tác. Đối với 14 cán bộ diện Trung ương quản lý và 172 cán bộ diện cấp ủy địa phương quản lý. Về trách nhiệm người đứng đầu hoặc liên quan đến các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực, trong số này có 5 ủy viên Bộ Chính trị, 1 ủy viên Ban Bí thư và 4 ủy viên Trung ương Đảng. Ông Nguyễn Hữu Đông,
Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương thông tin thêm. Từ đầu nhiệm kỳ 13 đến nay đã có 32 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xem xét cho thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, từ chức, miễn nhiệm, bố trí công tác khác, trong đó có 7 ủy viên Bộ Chính trị, 1 ủy viên Ban Bí thư và 10 ủy viên Trung ương. Ông nhấn mạnh việc này thể hiện sự nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn, đưa việc có lên có xuống, có vào có ra, dần trở thành văn hóa, việc làm bình thường trong công tác cán bộ, tạo bước đột phá mới trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông cho biết, các cơ quan tiến hành tố tụng đã kịp thời tạm giữ kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản có giá trị lớn. Cụ thể, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, cơ quan điều tra đã tạm giữ tổng số tiền, tài sản hơn 315 tỷ đồng, gần 2 triệu USD, 534 tê vàng và 1.444 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vụ án xảy ra tại công ty Xuyên Việt Oil đã tạm giữ 134 sổ tiết kiệm, trị giá hơn 1.117 tỷ đồng, 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở cùng nhiều tài sản giá trị khác. Ông Đông nói, riêng các vụ án vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo trong 6 tháng đầu năm 2024 đã thu hồi được gần 7.750 tỷ đồng, tăng hơn 5.650 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023, nâng tổng số tiền thu hồi được từ khi thành lập Ban chỉ đạo đến nay là 85.520 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 50,75%. Quý vị thân mến, sau khi nhận chức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh đẩy mạnh phong trào phòng chống tham nhũng tiêu cực theo phương châm không ngừng không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, xử lý một vụ để cảnh tỉnh cả một vùng, cả lĩnh vực, tập trung phòng chống tham nhũng tiêu cực, trước hết là từ những cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực, đẩy lùi tham nhũng vặt bằng nhiều giải pháp cụ thể, mở rộng chống tham nhũng tiêu cực ngoài khu vực nhà nước, góp phần làm trong sạch đảng và bộ máy nhà nước. Vạch trần sự thật và những sai phạm khiến Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị bị kỷ luật, quan trai nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Quý vị thân mến, ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, là một chính khách Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ông từng làm Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, nhiệm kỳ 2015-2020, và là Bí thư tỉnh ủy trẻ nhất nước thời điểm được bổ nhiệm năm 2015. Ông Nguyễn Thanh Nghị là con trai của ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Trong nhiệm kỳ làm Thủ tướng Chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng, ngoài việc đưa nền kinh tế đất nước được hội nhập với các nước trong khu vực, thu hút được đầu tư nước ngoài, tiếp cận được với nguồn vốn ODA, trong thời kỳ ông làm Thủ tướng Chính phủ, đây cũng là giai đoạn mà tham nhũng tiêu cực được đẩy lên đến đỉnh điểm với những đại án lớn như cố ý làm trái quy định của pháp luật tại tập đoàn Vinashin, vụ án Trịnh Xuân Thanh hay Đinh La Thăng có liên quan đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hay Bộ Tài nguyên và Môi trường. Do có vi phạm trong sự cố môi trường biển, Formosa không bị xử lý, nhưng đến khi Tổng Bí thư lên làm trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực, thì những đại án này mới được đưa ra xét xử một cách công khai, minh bạch và có rất nhiều các dự án trọng điểm của quốc gia làm chậm tiến độ, đội vốn, gây nhức nhối trong một thời gian dài, như dự án đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội, gồm các tuyến Nhổn, Ga Hà Nội, Cát Linh Hà Đông, Yên Viên, Ngọc Hồi, đã đội vốn so với phê duyệt ban đầu lên đến 28.886 tỷ đồng. Tuyến đường sắt đô thị đội vốn nhiều nhất cần phải nhắc đến là tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành Suối Tiên, tăng từ 17.000 tỷ lên tới 47.000 tỷ đồng, mức độ vốn là khoảng 30.000 tỷ đồng tăng lên, hay tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành Tham Lương ra 9,2 km. Dự án được phê duyệt vào năm 2010. So với mức đầu tư ban đầu là khoảng 26.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay ước tính mức đầu tư của dự án là khoảng 47.000 tỷ đồng, đội vốn 21.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã phát biểu trước hội nghị với trọng trách là Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu chính phủ và xin thành thật nhận lỗi trước Quốc hội, trước toàn đảng, toàn dân, vì tất cả những yếu kém khuyết điểm của chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, nhất là những yếu kém khuyết điểm trong kiểm tra giám sát hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong nước. Một số tập đoàn tổng công ty, điển hình là Vinashin, Vinalize, sản xuất, kinh doanh kém hiệu quả, có nhiều sai phạm, gây tổn thất và hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt, ảnh hưởng lớn đến uy tín và vai trò của kinh tế nhà nước. Và tại thời điểm đó,
thì chưa có văn hóa từ chức như bây giờ, nên chúng ta còn thấy rằng văn hóa từ chức theo quy định số 41, quy định của Trung ương ngày 3 tháng 11 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ là một trong những quy định hết sức đúng đắn, tạo ra bước đột phá mới, siết chặt kỷ luật kỷ cương trong việc xử lý cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Nguyễn Thanh Nghị còn có em trai là Nguyễn Minh Chiết, hiện nay đang giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Trước khi đến với lý do kỷ luật, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, mời quý vị cùng tìm hiểu về tiểu sử chính trị của ông Nguyễn Thanh Nghị. Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh ngày 12 tháng 8 năm 1976, quê ở phường 9 thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Tuy vậy, hầu hết thời niên thiếu của ông lại gắn bó với Kiên Giang, nơi cha ông là ông Nguyễn Tấn Dũng từng là bí thư tỉnh ủy thời niên thiếu. Nguyễn Thanh Nghị theo học ở trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh năm 1998. Sau khi tốt nghiệp một năm sau, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Bây giờ, Nguyễn Tấn Dũng đang giữ chức vụ Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm 2001-2002, ông là Giám đốc quan hệ khách hàng và quản lý dự án cho tập đoàn Biseco. Năm 2006, ông bảo vệ tiến sĩ ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng tại Đại học Ruger Washington, Hoa Kỳ. Sau đó, ông trở về trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh để làm công tác giảng dạy. Năm 2008, ông được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 11 tháng 11 năm 2011, bằng quyết định số 2011, quyết định của Thủ tướng do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, phụ trách mảng kiến trúc và quy hoạch. Tháng 3 năm 2014, ông được Bộ Chính trị luân chuyển về tỉnh Kiên Giang làm Phó Bí thư tỉnh ủy. Chiều ngày 28 tháng 3, 2014, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa 8, nhiệm kỳ 2011-2016, tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 11, bầu ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sáng ngày 16 tháng 10, 2015, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020, và đã bầu ông Nguyễn Thanh Nghị làm Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Tại thời điểm được bầu, ông là bí thư tỉnh ủy trẻ nhất cả nước. Ngày 26 tháng 1, 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 5 tháng 10, 2020, tại quyết định số 1518, quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Kiên Giang, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Sáng ngày 8 tháng 4, 2021, tại kỳ họp thứ 11, ông được Quốc hội Việt Nam khóa 14 bầu làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2016-2021, theo đề nghị của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính. Những sai phạm khiến ông Nguyễn Thanh Nghị bị đề nghị kỷ luật. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, là một trong những bộ trưởng trẻ nhất Việt Nam tại thời điểm được bổ nhiệm. Tuy nhiên, ông cũng dính đến nhiều sai phạm khi còn làm ở cấp cơ sở, và những sai phạm này chỉ được đưa ra xử lý khi quyết tâm thực hiện chiến dịch phòng chống tham nhũng tiêu cực từ trung ương đến địa phương phát triển mạnh mẽ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã chỉ ra công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo một bước đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng, khẳng định được quyết tâm rất cao của Đảng và Nhà nước trong phòng chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào. Chiều ngày 2 tháng 6, 2018, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huấn đã công bố quyết định thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quy hoạch quản lý sử dụng đất đai khoáng sản, môi trường ở tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2017 đã gây thất thoát hơn 2.300 tỷ đồng. Với sai phạm này, Nguyễn Thanh Nghị cùng với 7 lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã phải tiến hành kiểm điểm và xin cùng chịu hình thức kỷ luật, rút kinh nghiệm trong thời kỳ thanh tra, đặc biệt là giai đoạn 2016 cho đến tháng 6-2018. Thời kỳ này, ông Nghị là lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc và Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn trực thuộc đã buông lỏng quản lý về đất đai, về trật tự xây dựng đô thị, dẫn tới nhiều tổ chức cá nhân xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp để nhằm mục đích phân lô tách thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ để chuyển nhượng. Kết luận thanh tra cũng chỉ ra rõ,
việc buông lỏng quản lý về đất đai gây khó khăn trong việc thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Và kết quả phát hiện và có xử lý tham nhũng trong thời gian vừa qua càng chứng tỏ được rằng Đảng và Nhà nước đã thực hiện rất nghiêm tư tưởng chỉ đạo và quan điểm nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Và thành quả của cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực để lại một dấu ấn rất nổi bật, tạo sự đồng thuận cao ở trong xã hội và củng cố, cũng như tăng cường được niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Trước thân khủng của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, người đốt lò thầm lặng bên cạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quý vị thân mến, gần đây, chiến dịch chống tham nhũng không có ngoại lệ, không có vùng cấm, đạt được những thành quả hết sức to lớn, được cử tri và nhân dân cả nước rất ủng hộ với quyết tâm để làm trong sạch Đảng, giữ vững ổn định chính trị của đất nước để phát triển kinh tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định, tiến hành công cuộc chống giặc nội xâm còn lâu dài và khó khăn, phức tạp hơn cả sự nghiệp chống giặc ngoại xâm. Bác Hồ từng khẳng định rằng, để đấu tranh với kẻ địch ở tiền tuyến bằng súng bằng gươm còn dễ, nhưng trong việc tranh đấu với kẻ địch ở trong nội bộ, trong tinh thần là một khó khăn đau xót. Vì vậy, để chiến thắng được giặc nội xâm, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa mới, xây dựng con người xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp đó càng đòi hỏi rất nhiều ý chí và nghị lực, quyết tâm và sáng tạo trí tuệ và công sức của nhiều thế hệ người Việt Nam, phải có sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Chính vì vậy mà chiến dịch chống tham nhũng không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Nó đã khiến cho hàng loạt các quan chức từ cấp huyện, tỉnh cho đến trung ương bị kỷ luật cách chức, truy tố, thậm chí là đã phải ngồi tù. Chỉ tính riêng nhiệm kỳ khóa 13, dù mới hơn nửa chặng đường, nhưng đã có hàng chục ủy viên trung ương trong số 18 ủy viên Bộ Chính trị bị mất chức. Trong đó có 3 lãnh đạo như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng và mới đây là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Và để gặt hái được những thành quả đó thì không thể không nhớ đến công lao của Bộ Công an, mà đại diện đó chính là Bộ trưởng Tô Lâm, nay là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Có rất nhiều các thế lực thù địch xuyên tạc rằng Bộ trưởng Tô Lâm sẽ là người được hưởng lợi nhất. Chúng tôi và cả quý vị nhìn từ góc độ rộng lớn theo tư tưởng Hồ Chí Minh, thì khi diệt được giặc nội xâm sẽ ổn định được chính trị xã hội, quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quan hệ đối ngoại tiếp tục đi vào chiều sâu và ngày càng mở rộng, giữ vững được môi trường hòa bình để xây dựng phát triển đất nước. Chính vì vậy mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã từng nói, đã kiên quyết rồi, phải kiên quyết hơn nữa, quyết liệt rồi, phải quyết liệt hơn nữa, làm kiên trì, không có ngoại lệ, không có vùng cấm, để bảo vệ thành quả của Đảng, hệ thống chính trị và sự tồn vong của chế độ. Thưa quý vị, chỉ có cha mẹ mới là người hy sinh tuyệt đối cho con cái, chứ đừng có ngu dốt đi nghe lời theo Thích Chân Quang. Nó là thằng xảo trá, độc ác nhất của đất này. Rồi bây giờ vậy, nhưng có trường hợp ta hy sinh mạng sống mình cho một người khác, nếu ta biết cái người đó sống có lợi hơn mình sống, có lợi cho đời hơn, hy sinh liền chẳng sợ, thì đó là bố thí ba la mật, đó là điều thiện hoàn hảo. Ví dụ nếu chết vì Phật, mình sao? Chết liền không suy nghĩ, phải không ạ? À? Nếu được như vậy, nhưng mà sự thật thì Phật không cần mình chết giùm. Nhưng mà nếu trên đời này vậy, có những cái người tốt mà ta hy sinh cho họ, thì cái chết đó đúng nghĩa. Do đó, cái kính tăng ta phải bảo vệ quyết liệt, bảo vệ bằng cả mạng sống của mình luôn. Không ai có thể làm lung lay được. Mà để có thể kính tăng được, thầy nói một lần nữa là một cuộc chiến tranh, một cuộc chiến đấu trong lòng mình và cuộc chiến đấu với cuộc đời này. Và cái nguyên tắc này, cái tấm lòng của ta là thế này, đối với Phật, ta sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình. Là mỗi ngày chúng ta quỳ lạy trước Phật với tất cả lòng tôn kính, mà khi nào trong lòng ta khởi lên ý nghĩ vì Phật ta chết, dám chết liền, là lòng tôn kính của ta có thể gọi là bắt đầu đạt được trọn vẹn. Mà phải như vậy, một người đệ tử Phật phải như vậy, vì Phật mình sẵn sàng hy sinh cả tính. Vâng thưa quý vị, Phật không cần ai chết vì Phật. Sao các bài giảng của Quang lại nói hy sinh mạng sống cho Phật, cho Tăng? Đời lắm kẻ nghe nó giảng xàm xí, cha mẹ sinh ra, mạng sống quý giá, theo nó để nó xúi dại vậy nhỉ?
hắn chỉ có cái miệng dẻo queo như kẹo, hô hào dụ bá tánh cúng dường, rồi dùng tiền trục lợi trên thương trường. Chưa có tu hành gì đâu mà đắc thánh. Tu mà giữ ni kè kè bên cạnh, hết tường phổ, phương thảo rồi tới phương trinh. Ôi thôi tu hú, muốn tu phải giữ lấy mình. Hành trình giữ giới theo lời Phật dạy, hắn đúng là thằng Phật không thể dạy. Dám bỏ giới xâm tà để sống theo ý riêng, vậy mà đề cao Phật tử phải tu thật riêng, trung thành với thầy hết kiếp này và kiếp khác. Hắn theo tà đạo luyện bùa nên giảng pháp, cả vạn người bị bùa chú tin theo, rồi dẫn dắt cả đám tỳ kheo theo. Nếu các hành vi của ông không bị ngăn chặn, sẽ rất nguy hiểm cho thế hệ mai sau.